Cancio Mercato đưa tin Jose Mourinho muốn giải cứu Donny van de Beek khỏi Man United. Đây sẽ là vụ chuyển nhượng đầu tiên của Roma dưới triều đại tân huấn luyện viên mới trong mùa hè năm nay. Roma sẽ gửi lời đề nghị trị giá 26 triệu bảng. Đây là khoản tiền thấp hơn rất nhiều với con số 40 triệu bảng của Man United từng chi để chiêu mộ được van de Beek. Đội bóng thành Rome từng đề nghị cầu thủ Nicolò Zaniolo cộng thêm tiền để có được van de Beek. Tuy vậy, Man United đã từ chối. Van de Beek gia nhập Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Nhưng chỉ sau một mùa giải, tiền vệ người Hà Lan đứng trước nguy cơ bị thanh lý. Mùa này, van de Beek ra sân 33 lần, nhưng quá nửa đều đến từ ghế dự bị. Anh chỉ ghi được một bàn duy nhất và có hai kiến tạo. Trận đấu sớm nhất vòng 35 ngoài hạng Anh giữa Leicester City và Newcastle đã kết thúc theo một cách rất bất ngờ khi đội chủ nhà đã để thua sốc với tỷ số 2-4. Nhưng người lập công cho chích chòe là Willock, Paul Dermott, Callum Wilson với một cú đúp. Còn hai bàn thắng của Leicester City được ghi bởi Mark Albrighton và Kelechi Iheanacho. Để thua 2-4, dù vẫn tạm thời đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 63 điểm, nhưng cách biệt với đội đứng thứ 5 là West Ham chỉ còn là 5 điểm, nhưng họ đã thi đấu nhiều hơn một trận. Ở ba trận cuối, Leicester City sẽ lần lượt phải gặp Manchester United, Chelsea và Tottenham. Viễn cảnh mùa giải thứ 2 để mất vé dự Champions League ở những vòng đấu cuối đang hiện hiện trước mắt thầy trò Brendan Rodgers. Sport One tiết lộ Ashraf Hakimi không loại trừ khả năng gia nhập Bayern Munich. Mới đây, người đại diện của cầu thủ người Maroc còn lên tiếng thả thính. Hakimi đang rất hạnh phúc ở Inter, cậu ấy không nghĩ về điều gì khác nữa. Tuy nhiên, làm gì có ai không muốn đá cho Bayern. Chủ tịch Bayern, Herbert Heiner, lại tỏ ra dè dặt. Tôi từng nói chúng tôi hiện không thể thực hiện những vụ chuyển nhượng đắt giá. Hakimi ư, theo những gì tôi nghe ngóng được từ truyền thông thì chúng tôi phải cần rất nhiều tiền mới có thể có được cậu ấy. Nhiều khả năng, Bayern sẽ chỉ xúc tiến được vụ Hakimi trong trường hợp thanh lý được một số ngôi sao để tái đầu tư. Nếu có được tuyển thủ người Maroc, hùm xám hứa hẹn sẽ mạnh lên đáng kể. Hakimi cũng không mất nhiều thời gian để hòa nhập khi từng có thời gian tỏa sáng rực rỡ trong mùa áo của Dortmund. Vị trí tiền đạo là nơi mà Real Madrid muốn sở hữu thêm tân binh trong bối cảnh Karim Benzema đang phải gồng gánh quá nhiều. Tiền đạo người Pháp là tay săn bàn chủ lực của đội bóng. Real phụ thuộc nhiều vào khả năng của Benzema và mỗi khi mà Benzema im tiếng hoặc không có phương án thay thế. Theo nguồn tin từ Mundo Deportivo, Real Madrid xem Lautaro Martinez là một trong những mục tiêu hàng đầu. Thực chất, không phải hiện tại mà trong nhiều năm qua, tiền đạo người Argentina đã được Real quan tâm từ lâu. Ngay từ thời điểm Martinez còn chơi cho Racing, Real Madrid đã từng muốn mua cầu thủ này. Trong thương vụ này, Barcelona sẽ trở thành đối trọng số 1 của Real Madrid. Đội chủ sân Camp Nou vẫn đang rất cần người để nâng cấp hàng công. Van Dijk gia nhập Liverpool vào tháng 1 năm 2018 với giá 75 triệu bảng, qua đó trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới thời điểm đó. Có Van Dijk, Liverpool đã lột xác hoàn toàn và gặt hái thành công vang dội, đỉnh cao là chiếc vô địch Champions League và Premier League. Tuy nhiên, sự nghiệp của Van Dijk tại Anfield đã bị chững lại sau khi gặp một chấn thương rất nặng. Van Dijk dưỡng thương từ tháng 10 năm ngoái đến nay và vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Theo nguồn tin từ Fabrizio Romano, gia hạn hợp đồng với Van Dijk là một trong những ưu tiên hàng đầu của Liverpool kể từ đầu năm nay. Ở chiều ngược lại, Van Dijk cũng đang chờ đợi lời đề nghị chính thức từ Liverpool và sẵn sàng gắn bó lâu hơn với đội bóng này. Huấn luyện viên Paul Hazard không điền tên Văn Lâm vào danh sách 37 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung ở Hà Nội. Bởi thực tế, dù ông Park có lựa chọn anh, Văn Lâm cũng không thể về Việt Nam để hội quân. Được biết, Văn Lâm sẽ bay thẳng từ Nhật sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để hội quân với đội tuyển. Anh sẽ được huấn luyện viên Paul Hazard điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu ở 3 trận cuối cùng của vòng loại World Cup. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ bay sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 26 tháng 5. Cuối tháng, Việt Nam sẽ đá giao hữu với Jordan trước khi bước vào thi đấu với Indonesia vào ngày 7 tháng 6, Malaysia vào ngày 11 tháng 6 và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày 15 tháng 6.